cách làm bánh bao nhân thịt bạn đã biết cách làm bánh bao nhân thịt với phần bánh vỏ bánh mềm sốt nhân bánh làm bằng thịt heo và trứng cút hấp dẫn vị giác ngay từ lần đầu thưởng thức đừng bỏ qua hướng dẫn dưới đây nếu bạn muốn chinh phục món bánh bao thơm ngon bổ dưỡng này ngay tại căn bếp của bạn nhé bánh bao nhân thịt là món ăn vặt tuyệt vời cho tất cả mọi người nhất là những lúc bụng đói vỏ bánh trắng ngần hòa cùng nhân thịt nạc, trứng cút, nấm mèo, đậm đà hương vị bên trong đã khiến bánh bao trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Nếu bạn muốn làm món bánh này ngay tại nhà thì còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp cùng làm bánh Á Âu ngay nào. Mục lục. 1. Chuẩn bị nguyên liệu. 2. Cách làm bánh bao nhân thịt hấp đơn giản tại nhà. A. Chuẩn bị bột làm bánh. B. Làm nhân thịt. C. Vào bánh. D. Hấp bánh 3. Yêu cầu thành phẩm 4. Một số lưu ý quan trọng 1. Chuẩn bị nguyên liệu A. Phần vỏ bánh 300g bột mì 30g đường Muối 10g men nở 150ml nước lọc Bờ phần nhân bánh 250g thịt nạc 10 quả trứng cút Nấm mèo, hành lá 2. Cách làm bánh bao nhân thịt hấp đơn giản tại nhà. A chuẩn bị bột làm bánh. Cho men nở trộn với đường vào trong 100ml nước ấm, sau đó khuấy đều. Cho các nguyên liệu tan trong nước. Cho phần bột mì đã chuẩn bị vào trong một tô lớn, sau đó trộn thêm đường và muối. Cho các nguyên liệu đều nhau. Tiếp tục cho từ từ phần men nở vào chung với bột mì, thêm một ít nước, sau đó dùng tay nhào bột nhiều lần đến khi tạo thành hỗn hợp bột mịn. Nếu trường hợp bột dính vào tay, bạn nên cho thêm một ít bột vào, nhưng tránh cho quá nhiều bột, thì bột sẽ bị khô. Sau khi trộn xong, dùng một khăn ẩm đậy thau bột lại, sau đó ủ bột bánh bao trong khoảng 1 giờ, đến khi bột nở phồng lại, là được. Bà làm nhân thịt Thịt nạc heo mua về rửa sạch, sau đó băm nhỏ, cho thêm nấm, và hành lá vào bát, trộn đều. Rồi ướp thêm một ít gia vị vào cho đậm đà. Trứng cút, cho vào nồi luộc chín, sau đó bóc sạch vỏ, có thể để nguyên quả, hoặc cắt đôi. Sau đó, lấy hỗn hợp nhân bánh, để chuẩn bị bọc trứng cút lại. Sau đó, vo thành những viên nhân tròn vừa ăn. Cờ vào bánh. Lấy ra khối bột bánh bao đã ủ, sau đó, nhào lại vài lần, cho bột dẻo. Chia bột thành những phần nhỏ, đều nhau. Dùng dụng cụ cán mỏng miếng bột, cho phần nhân vào giữa. Tiếp đến, túm mép bột lại, tạo thành hình lượng sóng. Giờ hấp bánh. Sau khi nặng bánh xong, để bánh khoảng 20 phút, cho bánh nghỉ. Tiếp theo, cho bánh vào nồi hấp. Mẹo nhỏ là, bạn nên cho thêm giấm vào bên dưới nước hấp, để vỏ bánh có màu trắng đẹp mắt. Hấp bánh đến khi chín, thì lấy bánh ra, xếp vào đĩa, và thưởng thức ngay. 3. Yêu cầu thành phẩm với công thức làm bánh bao nhân thịt miếng này, bạn sẽ có được một mẻ bánh thơm nước, đậm đà, ăn hoài không ngán. Vỏ bánh mềm xốp, không bị vàng, nhân thịt hấp dẫn, nóng hổi, khiến ai ăn rồi cũng sẽ nhớ mãi, không quên. 4. Một số lưu ý quan trọng. A, à, cần chú ý điều gì khi nhào bột làm bánh bao? Nếu thấy bột nhão thì do bạn đã cho quá nhiều nước, vì vậy, để bột không bị nhão, bạn chỉ nên đổ nước vào từ từ vừa đổ vừa nhào bột cho đến khi thu được khối bột ưng ý không nên ủ bánh quá lâu hoặc sử dụng nhiều bột khai bột nở trong quá trình trộn vì sẽ làm bột bánh có mùi chua b có nên dùng bột cái để làm bánh bao không công dụng chính của bột cái là làm cho bột bánh lên men nhanh và đều hơn nên bạn có thể sử dụng loại bột này khi làm bánh bao nhân thịt tuy nhiên lượng bột cái cần được cân chỉnh chu phù hợp với lượng bột nếu cho quá nhiều bột bánh sẽ bị chua c nên ăn bánh bao khi nào ăn với gì thì ngon bánh bao được thưởng thức khi vừa mới lấy ra khỏi bếp là ngon nhất vì lúc này vỏ bánh rất mềm mịn phần nhân bên trong lại nóng hổi thơm bùi cực kỳ hấp dẫn nếu để quá lâu ở bên ngoài vỏ bánh sẽ bị ướt và xẹp hương vị bánh sẽ không còn ngon nữa Người Việt ta thường có thói quen dùng bánh bao vào bất cứ lúc nào mình thích, như bữa sáng, bữa xế, hoặc lúc đói bụng. Thông thường, bánh không cần ăn kèm với bất cứ nguyên liệu nào khác, nhưng nếu thích ăn cay, bạn có thể dùng kèm với tương ớt, để tăng thêm hương vị. D. Cách bảo quản bánh bao Nếu ăn không hết, bạn có thể cho bánh vào ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp bảo quản bánh khoảng một tuần. Khi ăn, bạn chỉ cần hấp bánh lại là được. Nếu để bánh vào ngăn đá thì có thể bảo quản được 2 tuần. Với cách làm bánh bao nhân thịt, không quá cầu kỳ hay phức tạp, bạn đã có ngay món bánh bao hấp nhân thịt thơm ngon, nóng hổi để chiêu đãi gia đình. Nếu có thời gian, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều cách làm bánh bao khác, công thức cũng nhanh chóng và đơn giản. Chúc bạn thành công khi thực hiện món bánh thơm ngon này tại nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách học làm bánh á hay bánh âu, bạn vui lòng đánh vô thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái, MC Donien, ngày 18 tháng 3, 2023.